Hello, mình chào các bạn đã trở lại video tiếp theo của mình. Mục đích hôm nay mình làm cái video này á, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách kiểm tra video bản quyền mà của mình là bị người khác ăn cắp. Thì trong suốt thời gian qua là cũng có khá là nhiều cái kênh mà bị đánh cắp video, ví dụ như là kênh của chị Ngọc Thanh Tâm TV á mọi người. Thì cứ bị người ta mà lấy cắp cái video của mình rồi đăng lại trên kênh của họ. Thì các bạn vô tình thì các bạn không có kiểm tra thì không biết được. Có kênh á, thì bên YouTube sẽ gửi mail cho các bạn, nhưng mà có kênh thì sẽ không có. Các bạn phải vào ở trong cái mục là kênh của mình á, và các bạn kiểm tra là xem là người khác có ăn cắp cái video của mình hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip đó để hướng dẫn cho tất cả các bạn hiện đang làm YouTube để biết được cái video mình có bị người khác là đánh cắp bản quyền hay không nha. Thì mời mọi người vào xem mà cái video mình hướng dẫn nha. Nếu đừng thấy hay thì đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của mình nha mọi người. Trước tiên á thì các bạn vào cái kênh YouTube của mình. Tiếp đến á thì các bạn vào cái mục là YouTube Studio. Ở phía bên tay trái của các bạn á, ở trên gồm có trang tổng quan nè, và video danh sách phát và số liệu phân tích. Thì ở đây có một cái thanh nè, các bạn nhìn thấy là mình kéo cái thanh này xuống thì các bạn thấy là ở đây có một chữ C là bản quyền. Các bạn bấm vào chỗ cái bản quyền này cho mình. Thì ở đây mình có phát hiện là một cái video bị cái kênh là Thái Donan nè mọi người. Thái Donan là bên bất động sản đã lấy cái video bản quyền của mình đăng lên cái kênh đó nè. Để mình bấm vào cho mọi người xem nha. Cái video này á là Thái Donan đã lấy của mình, đó là cái video mà mình quay về cái mà thành phố mới Bình Dương nè mọi người, 2019 đó, là mình quay bằng cái camera hành trình. Thì mình qua bên cái kênh Thái Donan cho mọi người xem nha. Thì cái anh Thái Donan này là ảnh ở bên cái bất động sản nè mọi người, nhưng mà ảnh lấy cái video của mình ảnh đăng lên cái kênh của ảnh, nhưng mà ảnh không có xin phép mình. Thì cũng lâu rồi mình không có kiểm tra bản quyền nên không biết. Thì chị Thanh được chị Ngọc Thanh Tâm TV á mọi người, kênh chị là bị đánh cắp rất là nhiều video luôn, nên ngày hôm nay á là chị kêu mình vào kiểm tra xem là kênh của mình có bị là đánh cắp bản quyền video hay không. Thì mình vào mình thấy có một video, nhưng mà cái video này á thì cái anh này ảnh đã lấy đánh cắp và ảnh đăng lên video ảnh là từ năm rồi mọi người, từ ngày 11 tháng 7 2019 nè. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái kênh của mình, và mình vô cái video mà thành phố mới Bình Dương đó cho mọi người xem. Rồi mình sẽ mở lại cái video đó ở bên cái kênh anh Thái Donan cho mọi người xem nha. Em thôi mọi người nói là mình làm có sự trùng khớp gì đó, nhưng mà thật sự không phải nha. Ở đây là anh Thái ảnh không có chỉnh sửa gì, lấy video của mình về không có chỉnh sửa gì hết mà ảnh đăng là 100% luôn. Đây nè mọi người, cái video mà cái anh Thái Donan đó ảnh lấy của mình đó là cái video này nè. Đây mình cho mọi người xem nha. Cái thành phố mới Bình Dương 2019 bây giờ như thế nào nè. Đó mình sẽ bấm vào cho mọi người xem. Cho mọi người xem một đoạn nha, rồi sau đó mình sẽ mở lại cái video cho mọi người xem.
Đây là cái đoạn đầu nha mọi người. Đây, để mình kéo lại cái khúc giữa cho mọi người xem luôn. Giờ đây là cái đoạn gần cuối nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái kênh của anh Thái Donan. Và ảnh cũng lấy cái video đó và ảnh cũng đăng lên là trực tiếp 100% luôn. Và cái tiêu đề á mọi người, ảnh cũng không có là thay đổi sửa gì hết. Ảnh cũng lấy là y chang của mình luôn. Đó, mình bấm khúc cuối cho mọi người xem nha. Thì đây là cái video thì mình phát hiện là chỉ có một cái video này của mình là bị đánh cắp thôi, là đăng lên cũng lâu rồi, từ ngày 11 tháng 7 2019 năm rồi lận, thì tới bây giờ là mình mới phát hiện được. Thì có nhiều cách để mà các bạn xử lý. Thì cái thứ nhất á, là các bạn sẽ liên hệ với cái kênh mà đã đánh cắp cái video của mình á, là điện thoại cho họ, hoặc là các bạn có thể là liên hệ với Facebook, Zalo hoặc là bằng mail, kêu yêu cầu cái người đánh cắp cái video đó, đó là phải gỡ bỏ cái video. Còn không á, thì các bạn có thể, nếu mà họ không gỡ bỏ video của các bạn nữa, thì các bạn có thể là mình sẽ phản hồi cho YouTube là đánh cái bản quyền cái video này, thì bên YouTube họ sẽ là xóa cái video này ở bên cái kênh bên kia và đánh bản quyền luôn nha mọi người. Thì cái trường hợp mà bản quyền này á, là kiểm tra bản quyền này thì dành cho những cái kênh mà đã hợp tác với bên YouTube rồi, thì các bạn là mới có thể là kiểm tra cái bản quyền của mình được. Còn những cái kênh mà mình chưa có trở thành đối tác với YouTube á, là mình không có cái một bản quyền này nha mọi người. Thì cái video của mình hôm nay chủ yếu là hướng dẫn cho mọi người vào cách kiểm tra là xem người khác có ăn cắp cái video của mình hay không thôi. Thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Mọi thắc mắc gì thì mọi người có thể là comment ở bên dưới video. Thì mình có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời cho mọi người. Mọi người đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông là chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết về cái video này nha mọi người. Mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.